vài nét, điểm qua bộ phim cổ trang tâm lý Nàng Quan Thông. Bộ phim có độ dài 15 tập do Thái Lan sản xuất và phát hành trong tháng 3 năm 2021. Mang thể loại cổ trang, tâm lý, ngôn tình xã hội với câu chuyện tình cảm thời phong kiến. Diễn viên xinh đẹp tài danh Mai Davika Hone đóng vai nữ chính Quan Thông. Diễn viên điển trai phong độ Bonnavat Kura Tanarak đóng vai nam chính Khun Bon. Cô nàng Quan Thông trẻ đẹp là người có ý thức đấu tranh cho nhân phẩm phụ nữ. Trong một lần bên vực, một phụ nữ chống lại người chồng vũ phu đã bị quan quân truy đuổi. Quan Thông được người chồng là Khun Bon che chở và bảo vệ cho sự an toàn. Nhưng một viên quan giàu có, ỷ thế muốn diện cớ này để bắt nàng Quan Thông về làm vợ. Cuộc tranh chấp người phụ nữ của hai gã đàn ông đã gây nên tấn bi kịch đau thương. Bộ phim hấp dẫn, lôi cuốn với lối diễn xuất sắc của nữ diễn viên yêu thích Mai Davika. Chúc các bạn được xem một bộ phim với nhiều cảm xúc đặc biệt khó quên.